thôn đây. Nông thôn miền quê thì người ta hay dùng những cái nhà bằng tre nứa hoặc là mái thì là bằng bổi hoặc là bằng lá dừa đúng không? Còn ở đây các bạn thấy là những cái quán cốc nhỏ và người ta dùng những cái quán ghế rất thấp như thế này thôi, ngồi uống trà hoặc là trà xanh trà bối á. Và ở làng quê thì người ta hay để thuốc ở trong những cái gọi là cái giỏ, cái sọt hay những cái bao bố để bày bán, không giống như là nhà thuốc đông y. Nhà thuốc đông y hay nhà thuốc bắc ấy, người ta hay để thuốc ở trong những cái hộp tủ. Còn ở đây thì người ta để phơi ra như thế này. Thì người ta nghĩ là để như thế thì nó sẽ phóng thuốc hơn, nếu như để như thế thì nó không tốt thì sẽ bị bệnh hơn. Còn các bạn, anh, cô chú và anh chị đã từng nếu mà tới Sapa thì sẽ biết được cái phong tục tắm lá thuốc của người Dao Đỏ. Người Dao Đỏ thì hầu như trong gia đình của họ ai cũng biết những cái bài thuốc, những cái bình thuốc để tắm có thể là từ 10 đến 120 cái loại lá, cái thuốc để tắm. Khi mà thấy cơ thể mệt mỏi thì người ta hay tắm lá thuốc. Wait, hello, đẹp. Nhưng mà ở đây những cái mẫu này là mình chưa xuất hết rồi, em sẽ làm ngay là người mẫu luôn.